mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Chính thành phố Nga ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão Kanun. Tình trạng khẩn cấp được ban bố ở chính thành phố vùng Viễn Đông Nga sau khi bão Kanun gây ngập hàng nghìn căn nhà và cô lập 28 khu dân cư. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga hôm nay cho biết bão Kanun đổ bộ vào khu vực Primorye thuộc vùng Viễn Đông từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8 đã gây thiệt hại nặng nề và buộc giới chức sơ tán hàng nghìn dân ở nhiều khu dân cư. Bão Kanun gây lượng mưa có thời điểm tới 188mm, khiến nhiều con sông trong khu vực tràn bờ. Mực nước của sông Radonaja dâng đến mức kỷ lục 10m, tràn qua hệ thống đập bảo vệ vùng dân cư ở Usurit. Hơn 4.300 căn nhà bị ngập, ít nhất 28 khu dân cư bị cô lập trong nước lũ, khiến chính thành phố phải ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó. Phần lớn khu vực ảnh hưởng nằm trong các thành phố Usurit, Bang Deni và quận Otibaski của Rimui. Usirit, thành phố lớn thứ hai của tỉnh sau thủ phủ Vladivostok, chịu thiệt hại vì lũ nặng nhất trong một thập kỷ qua, với khoảng từ 35-45% diện tích bị ngập. Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Alexander Kurenkov đã cho triển khai lực lượng ứng phó khủng hoảng đến Rimori để điều phối các hoạt động khắc phục hậu quả bão Kanun. Sau 3 ngày hoành hành ở khu vực, bão Kanun đã di chuyển khỏi địa phận Primorye và tình hình lũ lụt ở khu vực có thể giảm bớt trong vài ngày tới. Nga đã huy động máy bay đưa hàng hóa cứu trợ và sử dụng trực thăng Mi-8 chuyển nhân viên cứu hộ đến vùng thiên tai. Các báo cáo ban đầu chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Tin kế tiếp. Thảm kịch Hawaii là vụ cháy rừng chết chóc nhất ở Mỹ trong 100 năm. Ít nhất 89 người chết vì hỏa hoạn trên đảo Maui ở Hawaii, biến nó trở thành vụ cháy rừng gây chết người nhiều nhất tại Mỹ trong 100 năm qua. Những thi thể này được chúng tôi tìm thấy sau đám cháy dữ dội đến mức nung chảy cả kim loại. Chúng tôi mới chỉ nhận diện được 2 người qua xét nghiệm ADN. 87 thi thể còn lại chưa thể xác định. John Billetier, cảnh sát trưởng hạt Maui, bang Hawaii, Mỹ cho biết trong cuộc họp báo tối 12 tháng 8, tức tầm sáng 13 tháng 8 giờ Hà Nội. Với ít nhất 89 người chết, vụ cháy rừng trên đảo Maui gây thiệt hại về lớn hơn đám cháy Fai năm 2018 ở miền Bắc California, từng phá hủy thị trấn Paradise và khiến 85 người chết. Đây cũng là đám cháy rừng chết chóc nhất trong vòng 100 năm qua ở Mỹ, theo Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia. Thảm kịch cháy rừng tồi tệ nhất ở Mỹ là đám cháy Lowell bùng lên ở miền Bắc Minnesota năm 1918, càn quét nhiều thị trấn vùng nông thôn, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và khiến hàng trăm người thiệt mạng. Tại đảo Maui, lực lượng cứu hỏa đang tiếp tục chiến đấu với hai đám cháy cục bộ và chưa thể thống kê hết thiệt hại về người. Tại nơi đám cháy đã bị dập tắt, các nhân viên cứu hộ liên bang cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm thi thể nạn nhân, đánh dấu những ngôi nhà đã rò soát bằng ký hiệu X màu cam và HR nếu tìm thấy người chết. Chó nghiệp vụ thỉnh thoảng lại sủa vang, cảnh sát báo nơi có khả năng có người chết giữa khung cảnh hoang tàn chết chóc. Nhiều thi thể cháy đen đến mức vỡ vụn khi chúng tôi tìm thấy, cảnh sát trưởng Belletier cho hay, trong khi thống đốc John Green cảnh báo số người tử vong có thể tăng lên. Ba đám cháy bùng lên và tấn công thị trấn du lịch nổi tiếng Lahaina trên đảo Maui từ ngày 8 tháng 8, thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà. Thảm thực vật khô dày kết hợp với gió mạnh đã khiến đám cháy lan nhanh đến mức nhiều người trong thị trấn không kịp sơ tán. Đây chắc chắn là thiên tai nghiêm trọng nhất Hawaii từng đối mặt. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi và hỗ trợ những người còn sống. Chúng tôi đang ưu tiên giúp người dân đoàn tụ, hỗ trợ nơi ở, chăm sóc y tế, sau đó chuyển sang công tác tái thiết. Giám đốc Green nói, chính quyền Maui đang tìm nơi ở cho người mất nhà cửa hoặc phải sơ tán, trong bối cảnh khoảng 4.500 người đang cần nơi trú ẩn. Trung tâm Thảm họa Thái Bình Dương và Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Liên bang Mỹ FEMA ước tính diện tích bị thiêu rụi trong đám cháy rừng ở Maui là 787 hecta, với 2.207 công trình ở thị trấn Lahaina bị phá hủy hoặc hư hỏng,
Công tác tái thiết cần ít nhất 5,52 tỷ USD. Tin tiếp theo, tháp Eiffel bị dọa đến bom. Cảnh sát Pháp nhận cảnh báo có bom ở tháp Eiffel tại thủ đô Paris, khiến họ phải phát lệnh sơ tán người dân. Cảnh sát Pháp ra lệnh sơ tán người dân, khách du lịch ở tháp Eiffel cùng khu vực lân cận ở thủ đô Paris chiều 12 tháng 8 sau khi nhận cuộc gọi cảnh báo nguy hiểm, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Đợt phong tỏa bắt đầu từ khoảng 14 giờ, tức 19 giờ giờ Hà Nội và kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi, sau đó tháp Eiffel mở cửa và trở lại hoạt động bình thường. Điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô nước Pháp thường đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh, trong đó có nguy cơ bị đánh bom. Quy trình an ninh buộc cảnh sát phát lệnh sơ tán dân thường ngay khi nhận cảnh báo rủi ro nhằm đề phòng tình huống bất trắc. Tháp Eiffel đã hai lần phải sơ tán trong năm nay vì lý do tương tự, lần lượt là vào ngày 30 tháng 3 và ngày 9 tháng 8. Địa điểm này cũng phải đóng cửa trong 2 giờ sau khi một người đàn ông dọa tự sát hồi giữa tháng 6. Tháp Eiffel là một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách nhất thế giới với khoảng 32.000 lượt người tham quan mỗi ngày. Bản tin thứ tư, lũ quét, lở đất ở miền Bắc Trung Quốc, 16 người mất tích. Lũ quét và sạt lở đất xảy ra gần Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, miền Bắc Trung Quốc, khiến 2 người chết, 16 người mất tích. Do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, lũ quét và sạt lở đất bất ngờ xảy ra lúc 18 giờ ngày 11 tháng 8 ở thôn Quy Tử Bình, khu vực nằm trong hẻm núi hẹp ở ngoại ô thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, CCTV đưa tin. Giới chức cho hay trận lũ quét và sạt lở khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, một số ngôi nhà trong làng bị cuốn trôi, cơ sở hạ tầng như cầu, đường, mạng lưới điện bị hư hại. Các nỗ lực ứng phó khẩn cấp và cứu hộ đang diễn ra sáng 12 tháng 8 khi 16 người vẫn mất tích. Cơ quan ứng phó khẩn cấp của thành phố Tây An cảnh báo khu vực sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều đợt mưa lớn trong thời gian tới. Do mưa lớn liên tục, đất trên núi sẽ không còn khả năng hấp thụ nước và có thể gây thảm họa như lũ quét, sạt lở đất. Chính quyền Tây An lưu ý, khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực nguy hiểm như đồi núi và ven sông. Số người chết vì mưa bão ở miền Bắc Trung Quốc lên tới ít nhất 78 tính đến ngày 11 tháng 8, khi đất nước đối mặt đợt mưa lịch sử và lũ lụt nghiêm trọng từ cuối tháng 7 tới nay. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là thông tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ukraine tìm cách hóa giải sát thủ vô hình Nga. Ukraine đang tìm nhiều cách đối phó hệ thống tác chiến điện tử Nga, vốn được ví như sát thủ vô hình, vô hiệu hóa lượng lớn UAV của họ. Để có thể trinh sát và tập kích lực lượng Nga trong phòng tuyến, quân đội Ukraine chủ yếu dựa vào các máy bay không người lái UAV dân sự. Các UAV gắn thuốc nổ của Ukraine từng gây nhiều thiệt hại với bộ binh và khí tài đối phương, nhưng hiệu quả của chúng giảm dần khi Nga thích ứng và tăng cường các biện pháp tác chiến điện tử. UAV Ukraine thường sử dụng tần số vô tuyến phổ thông để điều khiển, nên rất dễ bị các tổ hợp tác chiến điện tử Nga gây nhiễu, khiến chúng bị mất kết nối với người điều khiển và tự rơi hoặc bị ép hạ cánh. Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh RUSI nhận định, lực lượng tác chiến điện tử Nga từng hạ tới 90% UAV Ukraine trong các giai đoạn đầu chiến sự. Đây là một trong những lý do khiến các hệ thống tác chiến điện tử Nga được ví như sát thủ vô hình trên chiến trường. Tuy nhiên, tình hình dường như đã thay đổi và năng lực của Nga trong gây nhiễu, khống chế UAV đã suy giảm đáng kể khi Ukraine áp dụng các giải pháp công nghệ mới được đánh giá là tinh vi hơn nhằm đối phó các hệ thống tác chiến điện tử đối phương. Trong năm đầu chiến sự, Nga sử dụng các thiết bị gây nhiễu có uy lực lớn để chế áp những UAV có nhiệm vụ chỉ thị mục tiêu cho pháo binh hay thả lựu đạn vào chiến hào. Một binh sĩ Ukraine và vận hành UAV cho biết vào cuối năm 2022, UAV của họ có thể bay sâu 6 km vào sau chiến tuyến đối phương. Tuy nhiên, trong chiến dịch bảo vệ Bakhmut hồi đầu năm, UAV Ukraine chỉ bay qua chiến tuyến 1 km, thậm chí không thể vượt qua. Các binh sĩ Ukraine khác cũng kể những câu chuyện tương tự. Đại tá Ukraine Sethil Orenchenko hồi tháng 3 nói rằng UAV trong đơn vị của ông chỉ trụ được nửa ngày.
còn UAV tầm xa hơn của pháo binh có thể tồn tại trong một tháng. Theo báo cáo hồi tháng 5 của Rusi, Ukraine mỗi tháng mất tới 10.000 UAV, chủ yếu do bị lực lượng tác chiến điện tử Nga hạ. Thiếu UAV chỉ thị mục tiêu, pháo binh Ukraine khó bắn trúng mục tiêu hơn nhiều. Cả Nga và Ukraine gần đây đều đưa thêm nhiều tổ hợp gây nhiễu ra chiến trường để chống lại mối đe dọa từ UAV của đối phương. Các tổ hợp gây nhiễu của Nga không chỉ vô hiệu hóa UAV của Ukraine mà còn ảnh hưởng tới bom dẫn đường ZDAM và đạn pháo dẫn đường Excalibur do Mỹ viện trợ. Tuy nhiên, trong vài tuần qua, Ukraine tăng đáng kể sử dụng UAV trong đợt phản công để chỉ thị mục tiêu cho pháo binh, tấn công các chiến hào và hạ phương tiện chiến đấu của Nga. Chuyên gia phương Tây đã rất ngạc nhiên trước năng lực chống chọi UAV của Ukraine trên chiến tuyến Nga. Mykola Volokhov, một binh sĩ vận hành UAV của Ukraine cho biết, vấn đề về kết nối với phi cơ do bị Nga chế áp trong thời gian dài đã được khắc phục. Chúng tôi có một số bí quyết nhất định, song tôi không thể tiết lộ, Volokhov nói. Các binh sĩ Ukraine cũng tìm ra cách chỉnh sửa phần mềm điều khiển để vô hiệu hóa tính năng định vị UAV của hãng DGE và người vận hành chúng. Kỹ sư Ukraine đã thiết kế một thiết bị có tên Olga có thể cắm vào cổng USB trên UAV DGE để tự động nạp phần mềm điều khiển đã được chỉnh sửa. Sau khi can thiệp hệ thống, thay vì truyền tọa độ thực tế, UAV sẽ biểu hiện về rõ vĩ độ 0, kinh độ 0 nhằm đảm bảo bí mật. Chống nhiễu là điều khó thực hiện hơn, song không phải bất khả thi. Quân đội một số nước đã áp dụng giải pháp dùng cụm anten để thiết lập trạm phát định hướng cao có thể lọc nhiễu. Bộ lọc này có khả năng chặn dải sóng gây nhiễu không phải do người điều khiển gửi đến, ngăn nguy cơ UAV bị can thiệp. Đầu thu tín hiệu thông minh cũng có thể chuyển đổi tần số để tìm tần số không bị gây nhiễu. Thomas Wilkinson, một chuyên gia về tác chiến điện tử nhận định, Ukraine có thể đã tìm ra cách đối phó với hoạt động gây nhiễu của Nga được một thời gian. Tuy nhiên, chuyên gia này cảnh báo, bất cứ biện pháp đối phó nào của Ukraine cũng không phải giải pháp lâu dài. Tác chiến điện tử là một cuộc chạy đua liên tục. Mỗi biện pháp đối phó sẽ có phương án khắc chế trong trò chơi mèo vờn chuột không có hồi kết. Wilkinson nói, trong xung đột quân sự, tiến trình này càng ngày càng nhanh hơn. Một giải pháp khác của Ukraine là chế áp cứng, đồng nghĩa sử dụng tên lửa, rocket để tập kích, phá hủy thiết bị tác chiến điện tử của Nga. Thông thường, các hệ thống tác chiến điện tử với khả năng phát tín hiệu gây nhiễu mạnh sẽ có trạm phát lớn. Điều này khiến chúng dễ bị định vị và có nguy cơ cao trúng đạn pháo hoặc tên lửa. Chúng cũng có thể bị tấn công bởi UAV do tín hiệu gây nhiễu, phiên bản giá rẻ của tên lửa chống radar AGM-88H do Mỹ chế tạo. Volokhov và các binh sĩ Ukraine khác tin rằng họ có thể tiếp tục dùng UAV dân sự để tấn công lực lượng Nga. Những chiếc UAV này có thể bị lực lượng tác chiến điện tử Nga vô hiệu hóa trong tương lai, song hiện tại, chúng vẫn mang hiệu quả và mang lại lợi thế cho Ukraine. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong tương lai tới cũng như trong thời gian sắp tới xin nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị các bạn khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.